Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay không có gì đặc biệt hơn, thì mình sẽ giao chiếc MT15 cho thằng em. Nó đã cọc xe mình lâu lắm rồi, giờ mới tìm được cho thằng em chiếc xe ưng ý. Nói chung là lát nữa sẽ có thằng em nó vô phải phát biểu nha. Rồi đây, xe rất là đẹp luôn. Giờ mình quay cho anh em xem trước. Giờ chở ảnh đi ký giấy tờ nè. Đó, đẹp luôn. Xe có sổ bảo hành rồi luôn, chúc cho anh em coi. Order mới có 2000 mấy sao á. Xe đẹp lắm. 2004. Order 2004. Đó, xe rất là đẹp ha. Chống độ trước, chống độ sau. Cái con 150 này thì tiết kiệm xăng nha, cục máy chung với R15 mà ngồi nó sẽ thoải mái hơn. Thì anh em nào mua xe á thì cứ liên hệ Zalo cho mình. Đó, đây. Đó, địa chỉ Zalo nè. Nhìn đi. Bô nè, đẹp không một vết chày luôn. Đẹp không? Thường thường chỗ này nó hay chày á anh em, là do mình dắt ra dắt vô hay chày á, mà chủ này là không có chày luôn nha anh em. Có đẹp luôn. Xe như mới. Ở đây còn một con MT03 order 2000 cây luôn, chuẩn luôn. Là chủ xe á, kể cho anh em nghe chiếc này. Chủ xe á mua xong về phải đi du học, du học xong về rồi bán luôn. Vừa mới rô đai xong luôn. Du học xong về là bán xe luôn á, qua bán cho mình luôn á. Nè. Cho anh em coi đồng hồ. 2362. Xe đẹp không? Săn được mấy con này là phải tìm được những anh chủ xe như vậy đó. Ảnh nói là ảnh rất là tâm huyết với chiếc này, ảnh hy vọng là chủ sau sẽ chăm sóc cho em nó. Đây là chiếc xe đầu tiên của ảnh. Ảnh đi 3 năm về rồi ảnh bán luôn. Xe nhớt nhau là mới hết 100%. Biển số thành phố. Thấy chưa? Hồ Chí Minh. Đó, cho anh em coi những con xe cộp keng ơi là keng cho anh em. Để ở chung cư 3 năm á anh em. Mới không? Mới rửa xong là mới tinh luôn. Đó. Còn là xe cộp không? CB300 4000 cây. Xe mới không anh em, xăng mà mấy con này cực lắm. Anh em nhìn là anh em thấy liền. Con này đi hơi nhiều rồi. Nên nó rẻ, con này có 8 mấy triệu thôi, cũng MT03. Đó, rồi bây giờ quay chủ đề chính, giờ mình chờ chủ xe về là mình giao xe thôi. Đó. MT15 tiết kiệm xăng. Tiết kiệm như tay ga vậy đó anh em. Quay góc này cho anh em xem. Rồi. Rồi xong rồi nè anh em. Ký giấy tờ, sổ bảo hành, cà vẹt, chìa khóa dự phòng đầy đủ rồi. Cái này là giống như là giao xe từ hãng ra vậy đó. Đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ em dắt xe cho thằng em xuống đây. Có phát biểu vài câu không? Không hả? Ảnh ngại á, sinh viên mới ra trường. Ờ, sinh viên mới ra trường hay là sinh viên lâu? Dạ chưa anh, em còn 5. À còn 5 nữa mới ra trường đúng không? Đó anh em giờ xuống là xe như mới luôn, không khác gì hết. 2000 cây chắc xe nó mới lắm anh em, nó mới như vậy đó. Rồi giao hết hồ sơ giấy tờ nha. Dạ. Rồi quay xe là không quay em đâu mà sợ, quay mất công nổi tiếng nữa. Rồi xuống xe. Rồi giao xe. Giao xe nè anh em. Quá đẹp luôn. Tháo nhanh nè. Rồi đó, tháo rồi đó. Như ý yêu cầu đó. Rồi giọt. Lên. Dạ. Hộp dán luôn. Chắc chơi luôn. Màu đen nữa chứ. Sao bữa nay biết đi lấy xe mà chuẩn bị sẵn bộ đồ đen vậy? Hả? Rồi giọt. Quẹo trái á, có cây xăng bên tay trái. Bye bye. Rồi bye bye. Đó, MT15 đó anh em. Đó, kéo. Rồi. Rồi xong.
Bye bye anh em.